Đồ Gỗ Thế Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 27 tháng 3 năm 2018. Và đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ cao 80 và dài 1m6. Là chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói theo yêu cầu của khách hàng là anh ở... xem nào. Anh ở thành phố Mỹ Tho, anh ở số 1 Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, chính ra là bức tranh này chúng tôi định đóng gói cho một khách hàng là anh mới đặt 2 triệu. Tuy nhiên là chúng tôi là cũng đã đăng lên trên trang YouTube, trên Facebook và Zalo để tìm xem là ai đã đặt 2 triệu mà chưa thấy có sự trả lời. Thì vậy thì bức này trong cái đó là có yêu cầu từ Mỹ Tho, chúng tôi sẽ chuyển lúc này đi Mỹ Tho trước. Còn một cái bức nữa, chúng tôi đang làm vài bức nữa giống y đúc như thế này. Thì tiếp theo nữa sẽ chuyển cho bác mà đã đặt 2 triệu. Bởi vì quý khách thật thông cảm là hiện nay là nhiều khách hàng yêu cầu, và trong khi yêu cầu thì có để lại tin nhắn, nhưng có lúc tin nhắn nó bị trôi đi, đến lúc mà sau 1-2 hôm nhìn lại là tìm mãi không thấy. Thì bác nào là chủ nhân của cái khoản đã đặt tôi 2 triệu, bức tranh này là tôi giao toàn quốc là 12.600.000. Thì đấy, bác nào đặt 2 triệu thì sẽ nhắn tiếp vào cái tin nhắn hôm trước để tôi... mấy hôm nữa là đợt tới là xong bước tiếp theo sẽ chuyển cho bác. Còn bước này sẽ chuyển cho anh Vân. Không biết anh tên là Văn hay Vân gì ấy, ở số 1 Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Cảm ơn quý vị. Bác bê ra đi. Và lúc này đây ở trong cửa hàng vẫn còn hàng trăm tấm tranh khác, tranh khảm. Tranh khảm và tranh Lục Trạm và Đồ Gỗ Đức Hiền cũng là có rất là nhiều. Đây. Và tất cả những bức tranh khảm này chúng tôi đều làm cái phôi nó khô và mặt trái đã gông keo, cho nên là tuyệt đối an toàn. Cảm ơn quý vị, xin quý vị liên lạc Đồ Gỗ Đức Hiền theo số điện thoại trên màn hình. Và Đồ Gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị. Bác dao lau lại cho nó thật sạch đi, lau cái bụi đi, xong nó bọc cho khách. Chuyển đi Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho.